Xin chào các bạn, mình là Phượng. Bây giờ mình Phượng sẽ hướng dẫn trang trí trái táo đẹp mắt. Mình sẽ cắt miếng như thế này. Tách hẳn ra nhé. Cũng đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt tỉa cà rốt thành chiếc lá nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt hai phía. Như này. Sau đó thì từ trên đỉnh này. Được một cái như thế này nha. Từ đây thì mình sẽ bo tròn hai đầu. Đây mình sẽ từ đây mình sẽ cắt xuống một miếng sâu như thế này và bên trên cuốn tròn vô. Bên kia tương tự nhé. Sau đó thì bên dưới mình sẽ